Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi vui lắm. Vui vì khi đi một phiên tòa và mình trở thành một cái công cụ để hòa giải hòa bình. Thưa quý vị và các bạn, tôi có thể sơ lược cho quý vị và các bạn một cái câu chuyện là như thế này. Có một bà cô, bà muốn chuyển tên từ chị của bà sang tên của bà. Và do là đường xá xa xôi cho nên bà giờ nhờ một cái người cháu để giúp bà cái tiến hành cái thủ tục khai nhận di sản thừa kế. Thì người cháu đã tiến hành cái thủ tục khai nhận di sản thừa kế, và từ cái việc mà sang tên của người chị sang tên bà, thì sau khi sang tên được tên bà thì người cháu đã có một cái động tác gọi là chuyển tên của từ bà sang tên của người cháu. Và sau khi phát hiện một cái sự không trung thực thì bà đã làm đơn khởi kiện đến văn phòng tôi và bà làm đơn khởi kiện. Tuy nhiên thì trong cái quá trình hòa giải, và các bạn thấy đấy, cái việc mà không trung thực của người cháu đã bị phát hiện, vì thực tế rằng là cái nhà bà đất thì bà vẫn đang giữ, giấy tờ bản chính thì bà vẫn đang giữ. Về nhà đất thì người cháu này cũng không quản lý sử dụng, dẫn đến những cái tình trạng là bây giờ có trên cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi chăng nữa thì về mặt cái cơ sở pháp lý vẫn không có thể nào mà đi tiếp nữa để chứng minh cái quyền chuyển nhượng, cái quyền mua bán. Trong cái quá trình mà tôi đi tòa thì tôi có một cái động viên cho phía bên bị đơn. Ban đầu thì tôi giúp cho bà cô này khởi kiện đến tòa để yêu cầu là hủy cái hợp đồng, với lý do là có một cái sự nhầm lẫn, vì không có một cái giao dịch, không có bất cứ một cái ý chí về việc chuyển nhượng cái quyền sử dụng đất, nhà đất này cho người cháu. Thì trong cái quá trình mà đôi lên tòa để hòa giải, các bên đã bật ra được vấn đề. Và người cháu cũng thừa nhận rằng là bây giờ chỉ đứng tên giúp bà thôi, chứ không có cái một cái động tác gọi là sẽ thực sự giống như một cái việc mua bán chuyển nhượng bình thường. Và họ cứ khăng khăng là nếu như trong trường hợp bà mất thì người cháu sẽ chuyển trả lại cho bà. Tuy nhiên thì cái việc nó không triệt để, và vài lần như vậy các bên đã không đưa ra được cái điểm chung nhất. Trong cái quá trình lần tới thì tôi đi đại diện ủy quyền cho bà cô. Thì quý vị và các bạn biết rồi, tôi biết được cái trọng tâm của cái hồ sơ, tôi biết được cái kinh nghiệm trong cái quá trình hành nghề, và tôi biết rõ được cái cuộc sống, cái giá trị của cuộc sống và những cái khúc mắc trong những cái hồ sơ. Và tôi có một cái đề nghị rằng là sẽ bà cô này sẽ hỗ trợ cho cái chị bị đơn một số tiền nhỏ, và các bên thống nhất chị sẽ tiến hành ra chuyển nhượng lại cho bà về cái trở về cái bản chất thật là tài sản của bà. Và các bên đã dừng lại ở đó. Thực ra thì quý vị và các bạn biết không, một cái niềm vui trong cái nghề đó là sự hòa giải thành của các bên đương sự. Một niềm vui khi mà các bên đã ngồi lại với nhau, có thể rằng quyền và lợi ích hợp pháp của họ bị thiệt hại đôi chút xíu, nhưng họ vẫn giữ được cái tình cảm trong những cái bạn bè, trong những bà con, trong cái tình thâm của ruột thịt. Đó là cái mà đạo đức mà chính luật sư và chính những anh chị thẩm phán cũng đang vươn tới cái điều đó. Đó là một cái vấn đề trong cái hòa giải tự thỏa thuận của các bên đương sự. Thưa quý vị và các bạn, trong cái cuộc đời hành nghề của tôi thì tôi không biết bao nhiêu lần mình nhận được từ những cái lời cảm ơn không hẳn là bằng tiền, nhưng nó là những cái cảm xúc dâng trào, và mình cảm thấy rằng là mình được tôn giá trị rất nhiều. Và nó là những cái ánh mắt nhìn của bị cáo khi nhận được
một cái mức án thấp nhất của khung hình phạt. Và những cái lời cảm ơn từ tận sâu của một ánh mắt. Và khi tôi đến trại giam của một bị can, bị cáo, bị giam, vì chỉ có luật sư hơn ai hết, họ xem mình giống như một người thân, một người ruột thịt. Thưa quý vị và các bạn, dông dài để hôm nay để biết cho quý vị biết rằng là trong cái cảm xúc của luật sư thì vẫn có những cái gốc, những cái vui, vui cùng với thân chủ, vui cùng với khách hàng khi những cái vụ việc thành công, và cũng khóc với khách hàng, cũng buồn với những thân phận nếu trong trường hợp những cái hồ sơ mình chưa đạt hoặc đạt nó lực bất tòng tâm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành cùng với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Hy vọng rằng đây là một trong những cái trăn trở, những cái vui thì chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta cũng san sẻ với tất cả mọi người, và có những cái buồn thì chắc chắn cũng sẽ đưa đến để chia cái nỗi buồn ra, để cho chia nhỏ cái nỗi buồn ra để vơi đi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta cho đến thời điểm này. Hy vọng rằng mỗi ngày quý vị và các bạn trong cái khung từ 8 giờ tối, các bạn sẽ thấy một luật sư Thu trong cái vai trò là chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn luật, luật cơ bản, tranh tụng ở tòa án. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành. Xin trân trọng cảm ơn.